đại biểu, kính thưa các vị khách quý, tiếp tục Thái Cực Quạt do đội biểu diễn trên đây mới tập có 10 ngày để hôm nay ra mắt quý vị. Xin một tràng pháo tay thật lớn cho tiết mục Thái Cực Quạt là tiết mục cuối cùng khép lại chương trình văn hóa thể thao của chúng tôi hôm nay để chào mừng lễ kỷ niệm nhận huy chương vàng của quận Ba Đình. Sau đây xin kính mời các vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể các bác hội viên tham gia lên đường để chào tiết mục cuối cùng. Để phục vụ truyền hình nhá, chưa à, tí nữa châu nói bà hàng à, bây giờ các cụ là vào ấy luôn đấy. Cả lắm đã bị lặng, có đi mình lắm, lặng cao, biết làm cái này.